Thời gian qua, nhiều hộ sản xuất tổ hợp tác, hợp tác xã tại huyện Khoái Châu không ngừng mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cây giống, nhờ đó có lợi nhuận hàng tỷ đồng một năm. Anh Phạm Đức Long ở thôn Bình Kiều, xã Bình Kiều có tâm điên sản xuất cây giống hơn 20 năm. Từ diện tích chuyển đổi vài sào vườn, ban đầu đến nay, tổng quy mô sản xuất kinh doanh cây giống của gia đình lên tới gần 4 mẫu. Trong đó chủ lực là các giống nhãn được nhân giống từ cây nhãn đầu dòng đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chứng nhận. Được biết, chi phí cho mỗi cây giống vào khoảng từ 7 đến 8.000 đồng, giá xuất bán từ 13 đến 15.000 đồng một cây. Trong quá trình ghép thì chúng tôi cũng lựa chọn cây đạt tiêu chuẩn thì chúng tôi sẽ xuất cho bà con. Mà đặc biệt là cái giống nhãn của mình xử lý trái vụ theo ý muốn được, chủ động được cái mùa vụ. Năm 2020, lượng cây giống anh Long cung cấp ra thị trường đạt 200.000 cây ăn quả các loại, lợi nhuận thu về đạt 1,2 tỷ đồng. Hiện nay, Hợp tác xã Nông sản sạch Minh Bảo của anh Long với tổng quy mô sản xuất kinh doanh cây ăn quả lên tới hơn 100 mẫu. Ngoài ra, anh Long còn liên kết với nhiều thành viên khác trong và ngoài địa phương để mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng đủ số lượng các đơn hàng cây giống hiện nay. Chị Hoàng Thị Lương là tỷ phú từ nghề sản xuất kinh doanh cây giống tại thôn Nhân Lý, xã Đông Ninh. Với quy mô hơn 8 mẫu, ước tính năm nay, chị Lương cung cấp ra thị trường từ 300.000 đến 500.000 cây giống các loại như bưởi diễn, nhãn, xoài na, thị trường tiêu thụ rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Thị trường tiêu thụ hiện nay rất đa dạng và phong phú. Các địa phương khác như là ở Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Ninh và một số địa phương vùng cao là chuyên về để thu mua, tính thu nhập về kinh tế. Những năm được mùa có thể lên tới 30 triệu đồng trên sào trên năm. Nhờ việc đi trước đón đầu thị trường nên nhiều hộ sản xuất kinh doanh cây giống trên đồng đất huyện Khoái Châu có thu nhập hàng tỷ đồng một năm. Bên cạnh đó còn tạo việc làm cho nhiều lao động với mức thu nhập từ 5 triệu đến 9 triệu đồng một người trên tháng.